chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Hôm nay mình có chuyến đi cùng với gia đình đi nghỉ mát ở Vũng Tàu đó các bạn. Lâu lâu đi đổi gió biển chơi nha. Mình ở khách sạn Fusion Suites. Khách sạn đó tọa lạc ở số 2 đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Vũng Tàu đó các bạn. Sáng nay mình có một cái buổi buffet ngay trên tầng cao nhất của cái khách sạn 5 sao này. Cái view ở trên chỗ mà ăn buffet rất là đẹp các bạn. Đó, nhìn xuống biển này là ngay cái khu vực của bãi trước thành phố Vũng Tàu đó các bạn. Rồi cái đường ở phía dưới là đường Hạ Long, rất đẹp luôn. Ở đây từ trên tầng cao mình quay xuống. Hiện giờ thì còn cũng khá là sớm, chưa tới 7 giờ sáng nha các bạn. Ở đây trên đây view nhìn rất đẹp. Phía bên kia thì là view nhìn vào cái thành phố. Ở đây tầng 19 nên rất là cao, nhìn vào cái thành phố biển ha. Mình sẽ quay một số hình ảnh về buffet ở khách sạn Fusion Suites cho các bạn cùng xem nha. Chả giò với lại bánh cuốn. Sao không ăn phở cho nóng nóng? Thôi, má không chịu ăn phở. Ở đây là má của mình đó các bạn. Phở, hủ tiếu rồi có không? Phở à, không có hủ tiếu. Đi ăn phở hả? Phở. Phở, đây là tương ớt nè, rau. Phở này phở gì? Phở gà, phở bò? Phở gà. Có phở bò không? Không biết nữa, thấy phở gà. Ăn từ, bắt đầu từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Ăn thoải mái, thông thả ăn. Giờ còn sớm á, chắc một chút nữa sẽ đông. Đây là bà chị thứ ba của mình đó các bạn. Hôm nay gia đình mình, con mình với dẫn má với chị đi đổi gió ở Vũng Tàu. Và ở khách sạn Fusion Suites thì là khách sạn 5 sao ở thành phố Vũng Tàu. Thêm rau sống rồi, sống hả? Thích ăn rau hả? Má không thích ăn rau, đúng là lấy thêm. Ở đây không gian ở trên tầng cao nhất của khách sạn đó các bạn, tầng 19 luôn. Không gian là thật là thoáng rộng ha. Và đây cái hình, cái mô hình một cái chiếc thuyền độc mộc. Trước tiên mình sẽ quay qua một số món ăn được trình bày ở đây cho các bạn cùng xem nhé. Đây là những cái bắp mì hấp lên các bạn. Rồi xôi ba màu, đây là dạng xôi ngọt ha. Mình thấy có ba màu, có đậu và có dừa nạo. Rồi ở đây là những cái bánh bao. Cái này bánh mặn nha các bạn. Rồi kèm theo có những cái nước sốt nè. Ở đây để là nước tương, giấm tiêu. Ở đây là cái nồi cháo trắng cũng luôn được giữ nóng nha các bạn. Thì cháo trắng thì sẽ có những cái món ăn kèm như là trứng vịt muối, rồi trứng bắc thảo, rồi còn có thêm những cái chà bông nữa các bạn. Chà bông này là chà bông heo nha. Rồi tiêu, hành phi. Đây là cái đôi quan gánh nhỏ nhỏ, bánh mì tươi chứ các bạn. Bánh mì tươi này mình có thể ăn với lại dưa leo nè, thịt xá xíu nha các bạn. Rồi những cái đồ chua, hành được cắt sợi. Rồi pate nè các bạn. Rồi có thể kèm với lại sốt nè. Này mayonnaise hay là bơ đây, mình cũng không rành. Những phần bánh mì đó các bạn có thể yêu cầu nhân viên làm cho mình những cái trứng ốp la. Một trứng hay là hai trứng tùy theo các bạn ha. Đây là những anh nhân viên đang làm những cái trứng cho khách. Cái đó là cái gì anh? Nấm. Nấm. Đây gì? Ham. Ham ha. Thịt ham. Chế biến cũng đủ loại nha. Cái gì anh, hành hả? Củ hành. Các anh xào lên. Xào tất cả những cái thứ này lên. Đó sữa tươi hay gì anh? Cái đó là kem. Kem ha. Sẽ làm chế biến. Đây là kêu là gì anh? Oplet hả? Oplet. Oplet. Hay mình gọi nôm na là trứng trộn cũng được nha các bạn. Cũng chế biến với lại đủ thứ ha. Làm rất kỹ luôn. Quậy lên.
Còn mình đang bình thường thì là những trứng ốp la như thế này nè các bạn. À, cái món này hấp dẫn nè. Mình cuộn cuộn lại từ từ cho nó chín lên nè. Đó, cuộn từ từ nó sẽ chín đều. Cho ra dĩa. Giờ là xong ha. Mình có thể ăn kèm với bánh mì và cái nước chấm rồi nha các bạn. À, quay trứng này mình thấy có những cái tiêu nè, và nước tương hay là sốt nè các bạn. Này giống như tương. Rồi đây là những cái trứng luộc. Rồi đây là trứng sống để chế biến nha các bạn. Ở đây là những cái món ăn thuần túy Việt Nam hay là bánh cuốn. Và bánh cuốn thì sẽ ăn kèm với những loại như là dưa leo, rau, giá, xà lách, rau sống rồi đó các bạn. Rồi đây là nước mắm để ăn kèm nè. Rồi những cái đồ chua. À đây có những cái hành ngâm chua nữa nè các bạn. Ớt, chanh, rồi chả giò các bạn. Thấy không? Bốc khói luôn nha, mới đem lên nóng hổi luôn. Chả giò chúng ta cũng ăn kèm với những cái loại rau sống như thế này nè các bạn. À, còn đây là quầy để làm cái phở gà, phở sẽ có những cái phần gà ăn kèm với rau, rau ăn phở, rồi các thức chấm, sốt chấm như là tương ớt, tương đen rồi nha các bạn. Dạ con súp khoai tây. Súp khoai tây. Súp làm theo kiểu tây nên nó có kem và bơ nữa. Ở dạng mấy món rồi. Con mới ăn hai món rồi, một súp tóc tiên và súp khoai tây. Trời, hai món súp luôn. Sao dạ, ăn những cái món khác? Hai chén. Ăn súp xong rồi ăn cái tiếp. Xin chào các bạn của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh vlog về ẩm thực của cha của mình nhé. Hôm nay là chuyến du lịch hè của gia đình của mình cùng với bà của mình, ba và cô và em của mình tại Vũng Tàu. Mình chọn cho gia đình của mình ở một nơi thật là tiện nghi và có thể ngắm được cảnh đẹp của bãi biển Vũng Tàu và có những món đồ ăn ngon để có thể phục vụ video cho các bạn. Cha của mình quay phim rất là công phu và có rất là nhiều người hỗ trợ cha của mình. Ví dụ như là biên soạn kịch bản là cha của mình, dựng phim là cha của mình, lồng tiếng là cha của mình và lựa chọn địa điểm cũng là cha của mình. Nói chung là từ A đến Z luôn. Từ A đến Z là diễn viên, đạo diễn, biên tập, quay phim luôn. Mình chỉ đi làm thôi, mình không có can thiệp hay là hỗ trợ gì cho mình hết. Cảm ơn nhờ các bạn hỗ trợ xem video ủng hộ cha của mình. Chỗ này thì mình thấy có những loại bánh có vẻ phương Tây ha. Bánh mì pudding. Rồi ở đây là bánh kép làm tại chỗ luôn các bạn, cho nên mới ra sẽ rất là nóng nha. Ở đây là các loại ngũ cốc, ngũ cốc muesli, ngũ cốc ngô và ngũ cốc coco spots. Các cái thứ này thì có thể kèm với lại sữa ha, đây, thấy cái sữa đậu nành nè, sữa tươi nè, sữa chua nha đam, sữa dâu. Ở đây mình thấy có cái hạt chia nữa nè, có thể giải khát được ha. Sữa chua không đường. Rồi trái cây nha các bạn. Thơm nè. Thanh long. Dưa hấu. Rồi những cái thuần túy Việt Nam giống như là trái seri và chuối nữa nè. Những trái cây các bạn có thể ăn kèm với lại muối ớt ha. Cơm chiên trứng nóng hổi luôn các bạn, nhìn cái màu cũng khá là hấp dẫn ha. Là món mì xào thập cẩm thì mình thấy mì xào với lại các loại rau cải ha, rồi những cái đậu quà lan. Mình thấy có lòng, rồi có mực thì các bạn cũng thịt đồ nhiều ha. Đây là món sườn heo hầm, sườn heo rất thơm ngon luôn. Với lại hầm với lại củ cải đỏ, cà rốt các bạn và khoai tây. Đây là những cái miếng chả cá, rồi sốt với lại củ hành tây nè, ớt chuông các bạn, thấy ớt chuông vàng, ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ là các bạn. Đây là cái món chả cá sốt chua ngọt theo kiểu người Hoa nha.
Đây là món rau củ xào, có nghĩa giống như là xào thập cẩm các bạn. Rất là nhiều loại luôn. Mình thấy có củ cải trắng nè, đậu đũa, đậu hòa lan, rồi cải thìa, cà rốt, rồi bông cải, nấm đông cô. Cái mùi lên rất là thơm luôn. Ở đây là chỗ là chuyên về súp đó các bạn. Đây mình thấy súp tóc tiên nè, rất là nóng luôn. Rồi đây là súp khoai tây. Ở đây là món tây các bạn, nuôi ý sốt kem. Mình rất thích cái sốt kem này các bạn, ăn rất là ngon. Đây là bí ngô nướng, bí đỏ đó các bạn. Nướng rồi mình thấy có củ hành tây nữa nha. Đây là món khoai tây đúc lò. Mình thấy giống như là nướng nướng nha. Rồi mình thấy như là để giống như còn nguyên cái vỏ đó các bạn. Đây là thịt ba rọi xông khói. Khu vực này như là đầu tây nha các bạn. Đây là phần xúc xích. Xúc xích trong đây hai loại luôn các bạn. Xúc xích heo và xúc xích gà. Khách bây giờ tới cũng bắt đầu đến nhiều rồi đó các bạn. Đây anh đang nướng những cái bánh kem. Nướng một lúc nhiều thứ nha các bạn. Một cái mình nướng vậy mấy phút anh? Dạ, tầm 3-4 phút. Để một ra cái mẻ như vậy 3-4 phút. Khu vực này khá hấp dẫn với loại bánh của Việt Nam. Ở đây bánh tầm nha các bạn. Bánh tầm rồi có dừa nạo để lên. Còn đây là bánh dày. Bình thường thì mình thấy bánh dày thì ăn nó rất là dai dẻo và ăn kèm với lại chả lụa đó các bạn. Những cái bánh tầm đó có thể ăn kèm với nè. Cái hỗn hợp này là mè và muối và đường các bạn. Ở đây cũng có các loại gỏi các bạn. Gỏi này là gỏi ngó sen nè. Một món ăn quen thuộc và ngon của Việt Nam. Và đây là cái gỏi này lạ lạ đối với mình. Gỏi ổi luôn. Gỏi ổi mình thấy có tôm, thịt heo rồi các bạn. Gỏi gói sen thì cũng vậy, mình thấy có thịt nạc, cũng tôm luôn. Ở đây là xà lách trộn, đây là cà rốt nha các bạn. Ở đây là gỏi dưa leo. Ở đây kèm với lại 6 loại dưa muối của Việt Nam các bạn. Mình thấy củ kiệu, cải chua. Cái này làm như làm giống như là kim chi nè. Rồi có thể là củ cải muối, củ hành chua và các loại sốt có thể ăn kèm. Ở đây mình thấy một số loại bông cải giống như được luộc các bạn. Rồi củ cải luôn, củ cải trắng, những cái phần bắp non, rồi xà lách. Này là xà lách trộn, rồi những cái cà bi. Rồi những cái này là cái đồ ăn tây chút xíu nha, dăm bông gà. Đó, thịt dăm bông các bạn, thịt heo nha. Phô mai Gosta, phô mai Emmental. Rồi các loại sấy khô giống như nho nè, hạt đều. Hình như đây là quả ốc chó, rồi chuối, rồi mít. Ở đây cũng rất hấp dẫn nha các bạn, các loại bánh ngọt luôn. Mình quay sơ cho các bạn xem. Ở đây là các loại mứt luôn các bạn. Các bạn có thể ăn kèm với những cái bánh ngọt đó. Đây là rất là nhiều bánh mì luôn, các loại luôn. Bánh mì đen, sandwich. Rồi
Trước khi ăn mình có thể bỏ mấy cái bánh mì vào đây nướng lại cho nó nóng nha các bạn. Ở đây là quầy giải khát cho các bạn với đủ thứ loại. Đó, đây là cái hũ nước đường nha, rồi nước ép chanh dây đủ thứ nha, nước ép ổi, nước ép dưa hấu, rồi nước cam đủ thứ. Rồi lấy đá thì ở đây. Ở đây là cái quầy cà phê, chúng ta có thể lấy trà nè, rồi cà phê đen Việt Nam, rồi cà phê sữa Việt Nam. Để mình lấy một miếng ít cà phê sữa cho má mình. Mình có thể lấy đá riêng ha, lấy đá bỏ vào nếu uống cà phê đá. Mình sẽ ăn một vài món mà mình yêu thích cho bạn. Đầu tiên là mình ăn phở nha, còn cho một ít tiêu vào. Cái hủ tiêu ở trên bàn luôn, tiêu và muối. Rau ăn phở thì cũng có trụng sơ nha, mình để một ít vào. Phở thì sẽ có tương ớt, tương đen. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Cái tô không có nhiều lắm bạn, chút chút thôi. Nhưng mình sẽ ăn rất là nhiều món luôn. Đáng lẽ mình sẽ xây ra một cái view đẹp phía sau. Cái bách rau sẽ là view biển nhưng mà như vậy nó lại bị ngược sáng đó các bạn. Cho nên mình quay vào trong. Chén tương ăn phở các bạn, tương đỏ, tương đen. Cái miếng gà. Cái ly này là ly nước ép chanh dây nha các bạn. Rất là nhiều nước giải khát, mình có thể tùy chọn ha. Tiếp theo là một phần trứng ốp lết cho các bạn, trứng trộn ha, mình cho một ít tiêu vào, làm muối tiêu. Trứng ốp lết này cũng được trộn với một số rau củ đó các bạn. Còn rất là nóng nha. Cái phần trứng này cái vị nó nhạt các bạn. Các bạn ăn thì kèm thêm có thể là muối tiêu ha. Bây giờ mình dùng cái bánh dày. Bánh dày thì kèm với chả lụa. Nhưng mà ở đây thì mình không thấy chả lụa các bạn. Mà để là chả bông các bạn. Có thể mình ăn kèm chả bông. Nhưng mà mình lấy thêm là một miếng dăm bông gà và một miếng dăm bông heo ăn kèm. Tây ta kết hợp. Thường cái miếng dày nó rất dai các bạn. Nó dai và nó dẻo. Mình sẽ ăn kèm với chả bông. Mình ăn kèm với một miếng thịt dăm bông. Còn ở đây là cái miếng dăm bông gà nha các bạn. Cái dĩa này là tay ta lẫn lộn nha các bạn. Mình lấy một cái miếng chả giò mình cuộn với rau nè. Với một miếng nước mắm bóc tay luôn. Nước mắm trong đây có đồ chua nữa nha. Chả giò ăn giòn. Mình cho một ít muối tiêu. Đây là một phần xúc xích heo. Đây là khoai tây đúng lò nha các bạn. Xúc xích gà. Phần lai xét mình lấy cái bánh mì bách đinh các bạn. Rồi với lại mình để cái sốt sô-cô-la lên. Bánh mì này rất là mềm mại, không phải là giòn nha. Có trứng trong đây các bạn. Rồi có sữa nữa, ăn rất mềm. Rồi mình để cái sô-cô-la lên. Đây là một cái dạng món đồ ăn Tây nha. Món tráng miệng thì mình lấy tượng trưng ha, chứ rất là nhiều loại trái cây luôn. Một miếng thanh long.
Cuối bữa ăn thì mình dùng một miếng thơm này cũng rất là tốt các bạn, tốt cho sức khỏe, tốt cho tiêu hóa các bạn. Mình mới dùng thử vài món ăn buffet ở khách sạn Fusion Suite. Ở trên đây một cái không gian thật là lý tưởng bạn. Trên tầng cao nhất có thể view nhìn ra biển, rồi một cái view nhìn ra cái thành phố, toàn bộ cái thành phố Vũng Tàu. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin kết thúc video ở đây. Chắc có lẽ là mình sẽ đi ăn thêm một vài món nữa các bạn. Mình quay một số món tượng trưng cho các bạn cùng xem thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và mình hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.